Sau lễ dâng hương tưởng niệm các vua Hùng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến thăm, động viên cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an tỉnh tại Đền Hùng. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của lực lượng công an tỉnh Phú Thọ đã không quản ngại khó khăn vất vả với tinh thần trách nhiệm cao nhất đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội dịp giỗ Tổ Hùng Vương, góp phần quan trọng vào việc tổ chức thành công lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm Giáp Thìn 2024 và xây dựng lễ hội Đền Hùng là lễ hội mẫu mực của cả nước. Thủ tướng cũng đánh giá cao sự chủ động, tích cực của Bộ Công an nói chung và Công an tỉnh Phú Thọ nói riêng trong triển khai thực hiện đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Đây là đề án quan trọng, góp phần xây dựng chính quyền số, xã hội số, công dân số. Thủ tướng lưu ý thời gian tới, lực lượng công an phải tiếp tục triển khai đề án này có trọng tâm, trọng điểm, xác định rõ việc nào cần làm trước, việc nào làm sau và làm việc nào dứt việc đó. Lực lượng công an tỉnh phải trang bị công nghệ thông tin từ cơ sở, phục vụ cho chỉ huy chiến đấu, bảo vệ bình yên cuộc sống của nhân dân theo hướng an ninh, an toàn và an dân. Phối hợp với các cơ quan quản lý, khai thác và tích hợp cơ sở dữ liệu dùng chung trong toàn lực lượng. Trong triển khai nghiệp vụ, cần xác định rõ, phân loại từng loại đối tượng, địa bàn để từ đó có phương án phòng ngừa, đấu tranh, triệt phá. Thủ tướng chỉ đạo, lực lượng công an không được chủ quan, lơ là, không được bị động. Lúc chiến tranh phải chiến đấu để có hòa bình, lúc hòa bình phải chủ động xây dựng phương án nếu có chiến tranh. Phải có tầm nhìn xa, bao quát chủ động, ứng phó linh hoạt với mọi tình huống. Thủ tướng khẳng định, trách nhiệm của lực lượng công an là bảo vệ đảng, bảo vệ nhân dân và danh dự là điều thiêng liêng nhất. Vì vậy, mỗi cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Phú Thọ cần rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với đảng, vì nước quên thân, vì dân phục vụ.